Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin ngày 8 tháng 7 sẽ có nội dung chính đáng chú ý sau đây. Trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Barack Obama. Hai bên đã ra tuyên bố chung về tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ. Hôm nay ngày 8 tháng 7 tại Hà Nội diễn ra hội nghị triển khai nghị quyết miễn thị thực cho khách quốc tế nhằm kích cầu du lịch Việt Nam. Việt Nam giúp Lào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các tỉnh phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, trưa ngày 7 tháng 7 theo giờ địa phương, tức đêm qua theo giờ Việt Nam, tại phòng bầu dục Nhà Trắng, nơi Tổng thống Hoa Kỳ đón tiếp các nhà lãnh đạo thế giới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hội đàm với Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tại cuộc hội đàm, nhìn lại 20 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama cùng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực, nhanh chóng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, trên tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng hướng tới tương lai. Những kết quả đạt được cho thấy, hướng đi đó là phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước cho hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Hai bên cũng cho rằng, chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai nước. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi các vấn đề liên quan đến đẩy mạnh hợp tác, các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, giáo dục, y tế và môi trường, quốc phòng, an ninh và tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về vấn đề nhân quyền. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama nhất trí rằng duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của cộng đồng khu vực và quốc tế, ủng hộ nguyên tắc giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, không có hành động làm phức tạp tình hình tại Biển Đông. Thưa quý vị, vào trưa ngày 7 tháng 7 theo giờ địa phương, tức là sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự cuộc chiêu đãi trọng thể của chính phủ Hoa Kỳ do Phó Tổng thống Joe Biden chủ trì, ngay sau cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama. Tham dự buổi tiệc có 250 đại biểu cùng nhiều chính khách, quan chức, đại diện các tổ chức xã hội, doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam. Bày tỏ vinh dự được thay mặt chính phủ Hoa Kỳ chủ trì buổi chiêu đãi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Tổng thống Joe Biden cho rằng các nội dung trao đổi rất thẳng thắn, cởi mở và thực chất trong cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama thể hiện đầy đủ và sâu sắc tầm nhìn về định hướng phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới. Phó Tổng thống Joe Biden đánh giá cao kết quả phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trong 20 năm từ khi bình thường hóa, đồng thời cho rằng quan hệ hai nước đã đi đúng hướng, phù hợp với bối cảnh tình hình thế giới và nhu cầu thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ lần đầu tiên của Tổng Bí thư là kết quả cụ thể của sự phát triển tích cực và nhanh chóng của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng hai nước đã đi được những bước dài trong 20 năm bình thường hóa quan hệ và hôm nay đang đứng trước những cơ hội mới để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện, phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trên cơ sở những thành tựu và bài học kinh nghiệm của 20 năm qua. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ được xây dựng trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng thể chế chính trị và lợi ích của nhau sẽ tiếp tục phát triển hướng tới tầm cao mới trong tương lai. Ngay sau cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, hai bên đã ra tuyên bố chung về tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ. Tuyên bố chung nêu rõ hướng tới tương lai quan hệ song phương và phát huy quan hệ đối tác toàn diện. Hai nước khẳng định tiếp tục triển khai quan hệ sâu sắc, bền vững và thực chất trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Hai bên cam kết thúc đẩy tối đa lợi ích chung và sự hợp tác ở cấp độ song phương và đa phương. Việt Nam và Hoa Kỳ tái khẳng định tiếp tục hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh và cùng cam kết phối hợp trong nhiều lĩnh vực, trong đó có việc xử lý các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, hợp tác an ninh hàng hải, nhận thức trong lĩnh vực hàng hải, thương mại quốc phòng và chia sẻ thông tin tìm kiếm và cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và trao đổi công nghệ quốc phòng. Việt Nam và Hoa Kỳ mong đợi phối hợp chặt chẽ với các bên tham gia đàm phán khác để hoàn tất sớm nhất có thể Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến hành những cải cách mà thấy có thể cần thiết nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cao của Hiệp định TPP, kể cả khi cần thiết đối với các cam kết liên quan tới tuyên bố của Tổ chức Lao động Quốc tế về nguyên tắc cơ bản và quyền tại nơi làm việc.
Hai bên hứa hẹn tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và ủng hộ việc duy trì đối thoại tích cực, thẳng thắn và xây dựng về quyền con người, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thu hẹp khác biệt. Hoa Kỳ hoan nghênh những nỗ lực hiện nay của Việt Nam hài hòa hóa luật và hiến pháp 2013 và cam kết quốc tế mà Việt Nam thực hiện nhằm phát triển toàn diện đất nước, kể cả trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản. Tuyên bố chung cũng khẳng định việc Việt Nam và Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây trên Biển Đông, làm gia tăng căng thẳng, xói mòn lòng tin và đe dọa làm phương hại đến hòa bình, an ninh và ổn định. Hai nước nhấn mạnh sự cần thiết đề cao các quyền tự do hàng hải và hàng không được quốc tế công nhận, thương mại hợp pháp không hạn chế, an ninh và an toàn hàng hải, kiềm chế những hành động làm gia tăng căng thẳng, bảo đảm tất cả các hành động và hoạt động phải phù hợp với luật pháp quốc tế, phản đối việc ép buộc, hăm dọa, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Thưa quý vị, chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. 20 năm sau bình thường hóa quan hệ, hai nước vốn từng là đối thủ, nay đã triển khai nội hàm mối quan hệ đối tác toàn diện. Sự phát triển vượt bậc này là kết quả của quá trình xây dựng lòng tin bền bỉ giữa hai nước, mà trong đó vấn đề hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích trong chiến tranh đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Năm 1968, sau khi bị bắn rơi ở Cà Ròng, hai phi công Mỹ đã gọi tín hiệu trợ giúp. Quân đội Mỹ đã đến tìm kiếm nhưng không thấy manh mối nào. Kết luận những phi công này đã chết không đủ để thuyết phục gia đình họ, khi mà thông tin cuối cùng ghi lại cho thấy họ vẫn còn sống. Rất nhiều gia đình người Mỹ trong trường hợp mà phía Mỹ đặt ký hiệu là LKA này cho rằng thân nhân của họ vẫn đang bị bắt giữ làm tù binh tại Việt Nam, và do đó họ muốn đích thân khảo sát. Ông Trấn, Bộ trưởng Ngoại giao vào Việt Nam và nói với ông Thạch, tức là năm 91 thì phải, là chúng tôi biết các ông còn giam giữ, có thông tin giam giữ một số tù binh. Chúng tôi muốn là các ông cung cấp trực thăng, nhưng mà trưa nay khi ăn cơm xong thì chúng tôi sẽ đi. Chúng tôi không nói với các ông ở đâu cả. Thế thì sau khi ăn cơm trưa họ sang Gia Lâm và cuối cùng lên trực thăng. Họ chỉ là đi Thanh Hóa. Thì lúc ấy trực thăng bay Thanh Hóa, đổ xuống một khu rừng. Và xuống đấy thì đúng là có một cái trại nhưng mà đã bỏ từ lâu, từ những năm 75 rồi. Những nghi ngờ về việc Việt Nam còn giữ binh lính Mỹ đã dần được giải tỏa. Nhưng các gia đình người Mỹ vẫn tiếp tục gây sức ép yêu cầu chính quyền Mỹ phải giải quyết vấn đề người mất tích trước khi bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Nếu việc bình thường hóa quan hệ mà thiếu đi sự hợp tác về vấn đề tù binh chiến tranh và vấn đề tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh, chắc chắn sẽ bùng nổ một sự phản đối trong đất nước này. Chính phủ và nhân dân Việt Nam coi vấn đề tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh là vấn đề nhân đạo và nỗ lực hỗ trợ phía Mỹ. Một hệ thống dữ liệu được xây dựng từ trung ương đến địa phương đã đáp ứng nhu cầu của phía Mỹ. Sau nhiều đợt điều tra từ những năm đó đến bây giờ, nhưng chúng tôi thấy rằng là chưa có một trường hợp nào là có một người Mỹ còn bị giam ở Việt Nam. Trong khi họ đang giúp chúng tôi tìm những người Mỹ mất tích, họ cũng vẫn đang có những cái đau thương, những cái tổn thương ở trong trái tim của họ, vì họ vẫn còn những thân nhân của họ bị mất tích từ chiến tranh. Hơn 300 cuộc tìm kiếm hỗn hợp Việt Mỹ đã được tiến hành. Hơn 900 gia đình người Mỹ đã có được thông tin và nhận được hài cốt thân nhân của mình. Sự nghi ngờ giờ đã được thay thế bằng lòng cảm kích. Đây là một vấn đề trở ngại mà chúng tôi đã đàm phán với Việt Nam từ rất lâu và đã được chấp thuận để có sự trợ giúp tìm kiếm người Mỹ trong chiến tranh. Đồng thời, chúng tôi cũng cam kết sẽ giúp đỡ họ tìm quân nhân Việt Nam mất tích. Đây là mối quan hệ hai chiều. Đây là lĩnh vực để giúp xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ Việt-Mỹ. Niềm tin giữa hai đất nước từng là thù địch đã dần được xây dựng, khơi thông dòng chảy cho mối quan hệ Việt-Mỹ. Cũng nhờ đó, 20 năm sau bình thường hóa quan hệ, hai nước Việt Nam và Mỹ đã trở thành đối tác toàn diện. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo cũng là một điểm nhấn và là một ưu tiên quan trọng trong quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, Hội thảo Giáo dục Đại học Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất và Diễn đàn Kết nối với Việt Nam lần thứ 7 đã khai mạc vào sáng ngày 7 tháng 7 tại thành phố Bắc Ninh. Sự kiện không chỉ nhìn lại kết quả hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ suốt 20 năm qua, mà còn đánh giá những tiềm năng hợp tác và thách thức trong bối cảnh quốc tế hóa hiện nay. Với chủ đề Quốc tế hóa giáo dục đại học, chính sách và thực tiễn, Hội thảo Giáo dục Đại học Việt-Mỹ được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của 150 nhà quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu, đại diện của nhiều trường đại học và cao đẳng của cả hai nước.
Nước Mỹ với nền giáo dục tiên tiến, đặc biệt là giáo dục đại học và sau đại học, đang là ưu tiên số một của Việt Nam trong hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hợp tác giáo dục Việt Nam là một trong bốn lĩnh vực ưu tiên của Mỹ đối với Việt Nam. Và với những cái ưu tiên đó, kể cả từ hai phía Việt Nam và Mỹ, thì tôi cho rằng cái triển vọng này nó sẽ mở ra rất là lớn. Phía Mỹ thì họ có thể cử những các chuyên gia theo những cái chương trình tài trợ của chính phủ Mỹ để sang giúp Việt Nam về xây dựng chương trình, về diễn thuyết, về trình bày, về tất cả các lĩnh vực. Trong hai ngày, hội thảo tập trung phân tích tiềm năng và thách thức của hợp tác giáo dục song phương trong bối cảnh toàn cầu hóa, thảo luận về những mô hình đại học phù hợp với Việt Nam, giải pháp tăng cường liên kết đào tạo và trao đổi sinh viên, cũng như nâng cao vai trò và sự chủ động của các trường đại học và cao đẳng của cả hai nước. Từ năm 2009, chúng tôi luôn tham gia vào các diễn đàn kết nối với Việt Nam. Đây là cơ hội để chúng tôi thu hút các bạn sinh viên ưu tú của Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã ký kết bản ghi nhớ với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên và Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh để thiết lập các chương trình đào tạo chất lượng cao hơn và hiệu quả hơn. Tại hội thảo, trường Đại học Portland, một trong những trường đại học công lập lớn của Mỹ, đã tuyên bố sẽ dành 6 triệu đô la cho các chương trình hợp tác giáo dục đại học và sau đại học với Việt Nam. Một phần khoản tiền 6 triệu đô la sẽ được sử dụng để hỗ trợ học bổng cho các sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tại Đại học Portland. Rõ ràng, giáo dục là một lĩnh vực hợp tác rất tiềm năng và rất quan trọng. Chúng tôi muốn hợp tác với các trường đại học Việt Nam để tiến hành các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực xử lý khủng hoảng, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, quản trị công và quản trị doanh nghiệp. Số lượng sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ đã tăng từ 800 sinh viên vào thời điểm bình thường hóa quan hệ năm 1995 lên đến khoảng 16.500 hiện nay, đứng đầu các nước ASEAN và đứng thứ 8 trên thế giới về số lượng du học sinh tại Mỹ. Bên cạnh các chương trình trao đổi giáo viên và sinh viên, trong thời gian tới, Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong việc kiểm định chất lượng giáo dục đại học và hỗ trợ xây dựng các trường đại học tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Với việc Quốc hội Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam đã đồng ý chủ trương xây dựng trường Đại học Fulbright đầu tiên tại Việt Nam, thì chắc chắn số lượng các bạn sinh viên Việt Nam được tiếp cận với nền giáo dục đại học tiên tiến của Hoa Kỳ ngay tại Việt Nam sẽ tăng cao trong thời gian tới. Chuyển sang các thông tin khác, hôm nay ngày 8 tháng 7 tại Hà Nội diễn ra hội nghị triển khai nghị quyết miễn thị thực cho khách quốc tế. Hội nghị nhằm triển khai nghị quyết của Chính phủ về việc miễn thị thực visa cho công dân 5 nước Tây Âu gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia khi nhập cảnh Việt Nam. Theo đó, công dân 5 nước sẽ được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách này được thực hiện trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Có thể thấy việc miễn thị thực cho du khách quốc tế là một trong những giải pháp để kích cầu du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập, thì ngành du lịch còn có những vấn đề, những hạn chế nào cần tập trung giải quyết. Đó là chủ đề chính của một hội thảo được Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức vào sáng ngày 7 tháng 7 tại Hà Nội. Đây là cơ hội để ngành du lịch lắng nghe những ý kiến đóng góp, tìm kiếm sự hỗ trợ để tiến tới phát triển bền vững. Hội thảo đã tập trung vào 4 nhóm chủ đề chính là nhận thức về phát triển du lịch thời kỳ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển du lịch, tính chuyên nghiệp trong du lịch. Trước xu thế hội nhập toàn cầu hóa với những yếu tố mới, nhiều biến động khó lường đã mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Đòi hỏi du lịch Việt Nam cần có nhiều sáng kiến đổi mới để đủ năng lực để vươn lên. Trước hết là tôi đã bàn với lại Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch sẽ phát động một cái phong trào hiến kế, đưa ra những sáng kiến để phát triển du lịch Việt Nam, huy động toàn bộ tất cả các cá nhân tổ chức có liên quan ở trong và ngoài nước có thể đưa ra những cái hiến kế về cái những cái sáng kiến, các cái mô hình phát triển du lịch nó phù hợp với cái điều kiện của Việt Nam. Thứ hai là VCCI cũng sẽ kiến nghị với lại chính phủ tiếp tục đơn giản hóa các cái thủ tục và cải cách môi trường kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Sau gần 30 năm đổi mới, khách quốc tế đến Việt Nam du lịch tăng hơn 30 lần, khách nội địa tăng 35 lần. Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã thiết lập quan hệ bạn hàng với hơn 1.000 hãng của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng năm 2014, doanh thu ngành du lịch là 230.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch Việt Nam vẫn còn tồn tại những hạn chế như chất lượng trải nghiệm du lịch chưa làm du khách hài lòng, hiệu quả kinh doanh còn thấp, thiếu sản phẩm du lịch có tính đặc thù và đẳng cấp.
hội thảo lần này là cơ hội để ngành du lịch thu thập ý kiến, định hướng phát triển trong thời gian tới. Ngành du lịch là một cái ngành kinh tế dịch vụ và nó gắn rất chặt với văn hóa của mỗi quốc gia. Và Việt Nam chúng ta phát triển theo cái hướng là phải đẳng cấp, nhưng mà rõ ràng ấy, là phải có tính khác biệt, gắn với cái văn hóa Việt Nam, đất nước và con người của Việt Nam. Và đây là một cái kho tàng, tôi nghĩ rằng là không có giới hạn, để cho tất cả các ngành, mà kể hiện nhất là ngành du lịch, có thể khai thác cái chỗ này, để tạo ra những cái sản phẩm du lịch có chất lượng cao, những cái điểm đến du lịch có tiếng trên thế giới. Cái yếu của chúng ta hiện nay so với các nước trong khu vực trong cạnh tranh chính là cái môi trường du lịch đồng bộ, chính là những cái vấn đề mà chúng ta tưởng là nhỏ nhắn, nhưng đó lại là những cái vấn đề lớn của du lịch Việt Nam. Như vấn đề về vệ sinh môi trường, vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề về chặt chém trèo kéo khách, thì chắc chắn là sẽ tạo được cái môi trường du lịch đồng bộ cho cái việc thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển trong thời gian tới. Cũng theo ý kiến các chuyên gia, du lịch chỉ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn khi chúng ta nhận thức đúng vị trí và vai trò của động lực phát triển kinh tế xã hội của ngành này. Bên cạnh đó, cần tạo thêm thuận lợi, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch. Có như vậy, du lịch Việt Nam mới đủ sức hội nhập. Đến thời điểm này, tỉnh Bắc Giang đã cơ bản kết thúc vụ vải năm 2015. Theo đánh giá của địa phương này, năm nay là năm mà vải vừa được mùa vừa được giá. Ước tính sản lượng vải thiều năm nay của cả tỉnh Bắc Giang đạt 188.000 tấn, trong đó tiêu thụ nội địa là 100.000 tấn. Điều đáng nói là thị trường phía Nam lại tiêu thụ tới 60% sản lượng này. Có thể thấy là chưa năm nào mà thông tin về xuất khẩu trái vải lại được dư luận quan tâm như năm nay. Việc nhiều thị trường nước ngoài mở cửa nhập khẩu loại nông sản này đã mang lại tín hiệu vui cho bà con nông dân cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu. Mặc dù sản lượng tiêu thụ ở những thị trường mới như là Mỹ, Pháp, Australia hay Malaysia là chưa cao, tuy nhiên tiềm năng của trái vải Việt Nam lại được đánh giá rất cao. Mùa vải Thanh Hà đã kết thúc được nhiều tuần nay, và đối với ông Nguyễn Đức Nhân, một trong những nông dân tiêu biểu cho phong trào trồng vải theo tiêu chuẩn sạch, mùa thu hoạch vừa qua phấn khởi hơn rất nhiều. Trái vải chất lượng, doanh nghiệp đến thu mua để xuất khẩu cũng nhiều. Được giá, người nông dân càng có động lực để đầu tư, chăm lo cho trái vải sạch phát triển hơn. Cái năm 2014 này, thực ra mà nói thì không có một doanh nghiệp nào người ta về người ta thu mua đấy cả. Thế nên là chỉ có một số các cái tư nhân, người ta cần đi Trung Quốc hoặc đi Campuchia, người ta ép cái giá nông dân mình, nó chỉ có những thời điểm nó xuống 6-7.000 một cân. Đấy, thế nên là năm nay thì không có cái thời điểm nào mà nó xuống như thế, mà từ đầu mùa nó cứ nhích dần lên, và từ 8-9.000 nó lên đến 12-13-14.000. Thì bà con mình là rất phấn khởi, là cân được cái giá nó cao hơn. Với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, đây là năm đầu tiên tiếp cận với nhiều thị trường mới như Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Malaysia. Đơn đặt hàng nhiều, thế nhưng sản lượng xuất đi những thị trường mới này của doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Cái năm nay như Malaysia ấy thì chúng ta triển khai là hơi muộn ấy, nên là mới đưa sang ấy được 1 tấn 500 ký. Đến khi mà doanh nghiệp ở bên Malaysia thì muốn ký hợp đồng là từ 500 đến 1.000 tấn thì nó cũng đã là qua giữa vụ rồi, không đủ để cung cấp sang cái thị trường đấy. Thì sang năm tới thì tôi sẽ có một cái kế hoạch sớm. Theo số liệu thống kê của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, năm nay tổng sản lượng từ hai tỉnh trồng vải lớn nhất là Bắc Giang và Hải Dương đạt khoảng 245.000 tấn, trong đó xuất khẩu chiếm khoảng 1/3. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu chính, còn các thị trường mới như Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Malaysia vẫn còn ở mức khá khiêm tốn. Dù ít, nhưng những kinh nghiệm từ công tác xuất khẩu sang những thị trường này sẽ là tiền đề để có các chính sách thúc đẩy xuất khẩu hiệu quả kịp thời cho những mùa sau. Chúng tôi cũng khuyến cáo là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì cũng phải có nghiên cứu phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ để có một cái cách thức đưa ra một cái phương pháp chế biến và bảo quản quả vải sau thu hoạch như thế nào để đảm bảo là cái công nghệ đấy là thứ nhất là nó dễ tiếp cận nhất, thứ hai là cái chi phí nó hợp lý nhất để đảm bảo cái tính cạnh tranh của sản phẩm quả vải tươi của Việt Nam. Cuối cùng là nó phải đảm bảo được quả vải tươi của Việt Nam có thể vận chuyển được ít nhất là 1 tuần đến 2 tuần. Đối với một số thị trường yêu cầu vải phải qua chiếu xạ thì phần lớn lồng vải thu hoạch ở miền Bắc đều phải mất một quá trình vận chuyển vào miền Nam để xử lý. Đó cũng là nguyên nhân làm hạn chế sản lượng xuất khẩu năm vừa qua. Tuy
Tuy nhiên, dự án đầu tư nâng cấp quy mô trung tâm chiếu xạ Hà Nội đang được Bộ Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ gấp rút xúc tiến sẽ là tín hiệu vui cho không chỉ trái vải mà còn những nông sản khác vào mùa vụ tới. Trong những năm qua, có nhiều ngôi trường tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ của chính phủ Việt Nam. Các ngôi trường này đã và đang phát huy hiệu quả trong việc bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trường Kỹ thuật tỉnh Bò Kẹo là một trong số đó. Từ năm 2002 đến nay, ngôi trường này đã đào tạo nhiều cán bộ kỹ thuật có tay nghề cho các tỉnh Bắc Lào, đáp ứng được nguồn nhân lực cho các cơ quan hành chính và các dự án đầu tư tại tỉnh Bò Kẹo và các tỉnh phía Bắc của Lào. Trường dạy nghề tỉnh Bò Kẹo là công trình do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao tặng và được khởi công xây dựng từ năm 2001. Trong giai đoạn đầu, trường chỉ đào tạo 3 ngành nghề chính là trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng. Bắt đầu từ năm nay, trường đã nâng số ngành nghề đào tạo lên thành 8 khoa, trong đó có những ngành nghề như kinh tế, xây dựng, điện, nông nghiệp. Những ngành nghề này không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương ở thời điểm hiện tại, mà cũng sẽ đáp ứng nguồn nhân lực có tay nghề cung cấp cho các dự án đầu tư, kinh doanh tại địa bàn tỉnh sau khi cộng đồng kinh tế ASEAN ra đời. Em mới học hệ trung cấp nhưng ra trường có việc ngay, công việc cũng rất tốt. Giờ em về trường học liên hệ cao đẳng để nâng cao tay nghề thì mới tìm được việc tại các dự án nước ngoài. Dự án này đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong việc đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh. Ở đây chúng tôi dạy cho các em cả lý thuyết và thực hành để giúp các em có trình độ tay nghề lao động theo tiêu chuẩn quốc tế. Và hiện một số ngành nghề do nhà trường đào tạo cũng đã ngang bằng các nước trong ASEAN như ngành thiết kế xây dựng, ngành điện. Theo ước tính của Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội, hiện Lào thiếu khoảng 90.000 lao động có tay nghề. Cùng với việc cho phép lao động nước ngoài vào làm việc thì những trường đào tạo nghề như thế này sẽ từng bước giúp Lào đáp ứng được yêu cầu của các dự án đầu tư nước ngoài. Đây cũng là một trong những ưu tiên của chính phủ Lào trong quá trình chuẩn bị hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN. Chính phủ Lào đã có kế hoạch cân đối nhập khẩu lao động nước ngoài và nhập khẩu lao động theo kế hoạch và nhu cầu của các dự án đầu tư nước ngoài, đúng với luật pháp cũng như bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho lao động. Đặc biệt là công tác chuẩn bị cho hội nhập kinh tế ASEAN vào năm nay về lĩnh vực lao động, nhất là tăng cường phát triển lực lượng lao động, nâng cao trình độ tay nghề cho lực lượng lao động trong nước, cũng như gửi đi tập huấn ở nước ngoài. Từ những ngôi trường như thế này, Lào sẽ từng bước đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực có tay nghề của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, cũng như các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tới Lào làm ăn trong thời gian tới. Ngọc Phương, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Xin được trở lại chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đây sẽ là những hình ảnh mà chúng tôi mới cập nhật về cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. There has been a difficult history between our two countries in the 20th century. Continue to be significant differences in political philosophy. Mặc dù trong thế kỷ 20, lịch sử của hai nước chúng ta có những trang đau buồn. Mặc dù về triết lý chính trị cũng như về hệ thống chính trị giữa hai nước còn nhiều khác biệt. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ và Việt Nam, sự hợp tác giữa hai bên dựa trên nền tảng hạnh phúc và lợi ích cho người dân thì trong những năm vừa qua, chúng ta đã đạt được nhiều thành quả tốt. Chỉ trong vòng 2 năm vừa qua thôi, thì thông qua hợp tác, chúng ta đã đạt được rất nhiều tiến bộ về các lĩnh vực giáo dục, môi trường, khoa học công nghệ, y tế, phòng chống biến đổi khí hậu và an ninh quốc phòng. Và vì thế, đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng tôi cùng thảo luận với nhau những cách có thể làm sâu sắc hơn sự hợp tác giữa hai bên trong mối quan hệ của khuôn khổ đối tác toàn diện. Với Ngài Tổng Bí Thư thì chúng tôi đã cùng thảo luận về Hiệp định TPP là hiệp định quan trọng có thể giúp nâng cao các tiêu chuẩn cũng như là tiêu chuẩn về lao động, môi trường mà có thể đem lại sự thịnh vượng cũng như tăng việc làm cho cả người dân Hoa Kỳ và Việt Nam. Chúng tôi cũng thảo luận về việc cung cấp những nhu cầu cần thiết để giải quyết xung đột về biển đảo thông qua con đường hòa bình và việc chúng ta cần thiết phải tuân thủ quy tắc và luật pháp quốc tế để đảm bảo có sự tự do thông thương, tự do đi lại trên vùng biển đảo, mà dựa trên đó lâu nay tạo nên sự thịnh vượng của các quốc gia trong khu vực. Chúng tôi cũng thảo luận về sự trao đổi giữa nhân dân với nhân dân và như Ngài Tổng Bí Thư đã đề cập, thì ở Hoa Kỳ có số lượng người dân gốc Việt Nam nhiều hơn ở các nước khác và chúng tôi mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác thông qua kênh này, ví dụ như thông qua kênh giáo dục, rồi Đại học Fulbright, dự kiến sớm mở ở Việt Nam.
Và chúng tôi cũng thảo luận về các vấn đề quan trọng toàn cầu khác, ví dụ như về biến đổi khí hậu, an ninh y tế toàn cầu, phòng chống bệnh dịch hoặc những nỗ lực bảo vệ hòa bình thông qua Liên Hợp Quốc. Và trong tất cả kế hoạch thực hiện những sáng kiến này, thì Việt Nam luôn là đối tác cộng tác rất tốt. Và mặc dù chúng tôi cũng cho rằng hiện nay còn những tồn tại sự khác biệt giữa hai nước như vấn đề nhân quyền, quyền tự do tôn giáo. Thế nhưng, cá nhân tôi tin tưởng rằng là thông qua những nỗ lực ngoại giao thì chúng ta sẽ giải quyết những khác biệt này, không chỉ thông qua những nỗ lực song phương mà đa phương. Ví dụ như trong khuôn khổ của ASEAN hoặc là hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới. Và một lần nữa, tôi xin gửi tới Ngài Tổng Bí Thư lời chào mừng của tôi. Tôi hy vọng rằng trong thời gian ở đây, Ngài đã cảm nhận được sự nồng nhiệt của người dân Hoa Kỳ với Việt Nam. Và tôi cũng rất mong sớm có dịp đến đất nước Việt Nam tươi đẹp. Look forward to visiting your beautiful country sometime in the future. Xin cảm ơn Ngài Tổng thống, thưa các quý vị và các bạn. Có lẽ cách đây 20 năm thì không ai có thể hình dung được rằng hôm nay tại phòng bầu dục tòa Nhà Trắng của Hoa Kỳ lại có một cái cuộc gặp rất là thú vị giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Đúng như Ngài Tổng thống vừa nói là chúng tôi có một cái cuộc trao đổi ý kiến với nhau rất là thân mật, thẳng thắn, xây dựng, chân tình. Cái điều quan trọng là từ một hai cái nước mà cựu thù với nhau, ngày nay đã trở thành bạn, trở thành đối tác, và hơn nữa là đối tác toàn diện, và sắp tới tương lai còn phát triển tốt hơn nữa. Điều đó là nhờ cái tầm nhìn chiến lược, nhờ cái sự nỗ lực cố gắng của các nhà lãnh đạo của hai nước, nhưng đồng thời cũng là nhờ có cái sự ủng hộ rất là to lớn của nhân dân, vì cái quan hệ hai nước chúng ta nó phù hợp với cái lợi ích của nhân dân, đồng thời cũng phù hợp với cái xu thế phát triển trên thế giới hiện nay. Đó là hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và cùng nhau thịnh vượng. Đúng như Ngài Tổng thống vừa nói là trong lịch sử quan hệ hai nước chúng ta cũng có những chương buồn. Thế nhưng mà với tinh thần là gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, hai nước chúng ta đã xây dựng được cái mối quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện như hiện nay. Tôi cũng vừa mới nói với Ngài Tổng thống là quá khứ thì không ai có thể thay đổi được, nhưng mà tương lai là thuộc về trách nhiệm của chúng ta. Trên cơ sở nhìn lại một cách toàn diện quan hệ hai nước, trong thời gian vừa qua, nhất là 20 năm gần đây, chúng tôi và Ngài Tổng thống cũng đã trao đổi sâu rộng và khá toàn diện cái hướng sắp tới hai nước phải tiếp tục phát triển cái quan hệ nó tốt đẹp hơn nữa, hướng tới một cái chất lượng tốt hơn, làm sâu sắc hơn cái mối quan hệ toàn diện. Chúng tôi đều thống nhất sắp tới sẽ lãnh đạo các cái cơ quan và nhân dân hai nước cố gắng phát triển những mối quan hệ toàn diện, kể cả về chính trị ngoại giao, về kinh tế đầu tư thương mại, về khoa học giáo dục, về đào tạo, về quốc phòng an ninh, về y tế môi trường, đối phó với thành công với cái biến đổi khí hậu trên thế giới, và phối hợp tốt với nhau trên các cái lĩnh vực đa phương, và trong đó có cả cái quan hệ về quốc phòng an ninh. Với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, chúng tôi cũng trao đổi về những vấn đề hiện nay mà còn đang vướng mắc, như là phải tiếp tục làm sao để sớm đàm phán kết thúc và ký kết được cái hiệp định TPP, rồi vấn đề nhân quyền, rồi vấn đề trên Biển Đông có những cái việc làm nó trái với pháp luật của quốc tế, với cái thỏa thuận của các nước ở trong khu vực, và cũng bày tỏ cái quan điểm quan ngại những cái tình hình diễn biến mới gần đây trên Biển Đông. Tôi đã trân trọng mời Ngài Tổng thống và phu nhân sớm sang thăm Việt Nam. Ngài Tổng thống cũng đã vui vẻ nhận lời.
Một lần nữa tôi xin cảm ơn Ngài Tổng thống và Chính quyền Hoa Kỳ đã mời tôi sang thăm Hoa Kỳ, đất nước rất là tươi đẹp. Và chúng ta đã có một cái cuộc trao đổi sâu sắc, sắc và thú vị. Cũng cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cộng đồng bà con Việt Nam ta đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hoa Kỳ. Và chúc cho quan hệ hai nước chúng ta ngày càng phát triển tốt hơn nữa. Và trong phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Bản tin thời sự ngày 8 tháng 7 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.